Đừng vứt vội, mà phải giáo dục xong mới vứt. Nhưng giáo dục đó mới là hai từ quan trọng. Giáo dục bằng cách nào? Nhiều cách. Nhưng áp dụng cách nào? Nhiều cách. Phải giáo dục bằng nhiều cách để coi cách nào có thể áp dụng được với ổng. Phải liên tục thay đổi cách để kéo ổng về, nhưng không phải là năn nỉ, không phải là ỉ ôi, mà phải là những giáo dục có thể đọc vị được tâm trí ổng và chuyển đổi cái tâm trí đó ngược lại. Vì đây là sức mạnh của ngành tâm lý học. Tất cả những người phỏng vấn tội phạm, họ đều phải học qua một lớp tâm lý học tội phạm cao cấp, chứ không có phải là học một lớp thường mà có thể ngồi đấy để phỏng vấn được tội phạm. Các bạn có biết điều đó không? Thế vì sao trong Pepper mà có ai cua ổng hay là có ai nhắn tin cho ổng thì người đầu tiên được biết luôn luôn là Pepper? Bởi vì Pepper có học lớp tâm lý tội phạm. Pepper chỉ cần dùng một cái cách để nhìn vô mắt chồng và nói một câu, chồng Pepper sẽ lập tức nói hết những cái còn lại. Ghê không? Ghê không? Muốn học không? Trời ơi, đi học đi đó. Không học làm sao làm được việc đấy. Rồi, thế còn ghê hơn nữa là tôi ngồi với các bạn, tôi có nói câu gì đâu mà các bạn tự nói hết cuộc đời các bạn ra với tôi. Đây là điều quan trọng. Tại sao chồng các bạn giấu các bạn? Vì các bạn chưa biết cách giao tiếp. Về nhà giao tiếp lại. Trước mắt thì đừng nói chuyện với ổng nhiều, hay nói chuyện với những bộ phận còn lại nhiều. Thiệt. Vì bây giờ cứ nói hai cái mồm thì lại chỉ trích là tại sao anh làm như vậy, tại sao cô làm như vậy mà. Đúng không? Thì nhắn luôn một cái câu để kết nối lại. Nhớ em với con về, liệu có thể hứa với em một điều? Đừng bao giờ làm các con em tổn thương thêm một lần nào nữa như vậy, được không? Nếu anh hứa điều đấy thì hãy chụp hình mong gửi qua đây. Thiệt, tại sao mình không biết những cái câu chuyện nó căng thẳng trở thành hài hước để mình dễ xử lý hơn mọi người? Sao vậy căng thẳng như vậy?